ngày xưa ở Đông Tảo ấy là chỉ có cái giống gà này thôi anh ạ. Đó thì người ta gọi là gà Đông Tảo. Như đời như thế hệ của em ấy là nuôi đến đời thứ ba rồi đấy, như đời của ông bà em với bố mẹ em nuôi thì ngày xưa chân của nó chỉ như cái tay thôi. Vì cái đôi chân của nó to đắt. Đó, bổ rồi các thứ. Bởi vì giá trị kinh tế nó cao nên là mình phải chăm sóc rất là kỹ và rất là đặc biệt. Ví dụ như là thời tiết mà nó thay đổi thì là mình sẽ phải che đậy nó rất là kỹ và cẩn thận. Nó không như gà tai là gà bình thường là mình sẽ phải thả ra ngoài đấy. Đấy là cái điều thứ nhất. Bởi vì chủ yếu cặp chân của nó to này, mình sẽ phải nhốt riêng ra từng con. Nếu như mà để chung ấy thì nó sẽ đánh nhau, nó sẽ hỏng mất cái đôi chân và mất cái con gà như này. Nên là nó mất cái giá trị của con gà này đi. Đó.